Nhiều nhiều đến hai, nhiều nhiều vô đến hai. Đặt hết luôn, đặt hết. Nhanh vô. Đặt vô lấy ta lên. Mở đi. Gom hết. Hay quá anh hai ơi. Chuẩn bị. Tiếp đi. Em Châu ơi. Hả? Mình ăn nhiêu đây đủ chưa? Anh tỉnh rồi hả? Uống thêm rượu đi anh hai. Không phải, ý anh không phải vậy. Ăn đủ chưa mình đi về đi, chứ ngồi nãy giờ đau lưng quá. Dừng hả? Vậy thôi hôm nay mình tạm dừng ở đây. Tha cho hắn ta. Gom tiền đi anh hai. Để bữa khác chi tiết. Bữa khác chi tiết. Chơi tiếp đi. Mình về thôi anh hai. Tạm biệt nha. Về nha. Quá trời mỏi lưng luôn. Tội nghiệp anh hai quá. Ủa, công tử Khánh nè. Nhớ lần sau chuẩn bị nhiều tiền nha. Ta tới ta ăn nữa. Cho người. Hẹn lần sau nha. Đi. Công tử. Đồ vô dụng bất tài ngu ngốc. Đổ biết bao nhiêu tiền của vô cái tiệm đó, giờ cũng tan tành. Xong bài vì một tên nhà quê mà đến nỗi phá sản. Ngươi làm ăn như vậy mà không biết nhục hay sao? Đóng cửa hết cho ta. Dạ thưa cha. Về cái cửa tiệm, con thừa nhận là mình tính sai. Con sẽ đóng cửa tiệm. Nhưng mà cha ơi, cái sòng bạc bao nhiêu lâu nay mình có lỗ gì đâu cha. Thiệt tình luôn á, đây là lần đầu tiên con gặp một kẻ giận đỏ một cách kỳ cục như vậy đó cha. Và hai nhân của con bài đủ trò hết mà vẫn không qua mặt được hắn. Thiệt là tức chết luôn cha. Ngươi tưởng biện hộ như vậy là ta chỗ qua hay sao? Cha ơi, con xin cha hãy cho con thêm thời gian đi. Con nhất định sẽ tìm ra cách để trả thù hắn. Im miệng. Trời ơi. Nhiều quá. Anh đã nói là chỉ cần lấy lại số tiền mà công tử Khánh đã lừa gạt chúng ta thôi mà. Em đã bàn với anh hai rồi. Mẹ, ngoài phần của mình ra thì số còn lại cũng là tiền của bá tánh mà hắn đã lường gạt chiếm đoạt. Nên thôi, ta sẽ mang số bạc ấy đi làm từ thiện. Cũng là một cách phân phát lại cho nó công bằng. Vậy cũng được. Mình thiệt là giỏi. À, anh có biết một ngôi chùa ni nuôi dạy trẻ mồ côi. Anh và mình anh có ghé lên thăm. Thấy tội lắm, nhưng mà anh không biết giúp bằng cách nào. Hay là em cho anh một ít để anh cúng chùa trên đó, để tạo phước cho gia đình mình nha. Vậy thì tốt quá. Em không ngờ anh hai cũng nghĩ tới chuyện đó. Vậy ngày mai anh đi chùa sớm đi. Nhớ cầu an cho cả nhà mình nghe. Vậy là anh hai hoàn lương thiệt rồi. Em mừng lắm. Mấy đứa vô đây, vô đây. Chất vô trong này nè. Đây, để đây. Để xuống. Dạ, cậu mợ, tôi gom được một số hàng. Giá rẻ mà hàng tốt không đó. Cậu hai á, biểu tôi á, cứ tới đó mua hết đem về đây. Trước sau vậy tụi nó cũng sập tiệm à. Quá y như thiệt á. Nhũ mẫu gom hàng của bên công tử Khánh sao? Dạ. Nhũ mẫu thiệt là lẹ. Trời ơi, tôi có biết gì đâu. Toàn là cậu hai chỉ tôi đó. Anh hai thiệt là giỏi quá. Đúng là chỉ có nàng mới hiểu được tài năng của ta thôi. Ủa anh hai, anh hai nói nàng nào vậy? Ta có nói nàng nào đâu. Nhũ mẫu, đếm đồ đem vô kho đi ạ. Dạ. Cất vô kho để đây chi? Đem vô trong kho cất đi. Đi đi, cẩn thận nha. Dạ thôi, mọi người chờ tôi chút nha. Tôi vô tôi nấu cơm cho mọi người ăn. Dạ.
để tôi phụ nhũ mẫu nha. Dạ. Hôm nay chúng ta phải đãi tiệc ăn mừng mới được. Dạ. Em đi nghe mình. Nè, tụi con, tụi con đi theo chú ba ra ngoài chơi chút nha. Dạ. Đi. Rồi, đi nào, nhanh lên. Kim Sang. Duyên Tiên Tiền Định, 20 giờ buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.